làm tổng thống mà ôm mộng đế vương, Nguyễn Văn Thiệu nhận cái kết thê thảm khi quá tin vào những kỳ nhân dị sĩ. Khi sự nghiệp của Thiệu trên đà khởi đầu trong quá khứ, bà Mai Anh đã cho mời quỷ cốc tiên sinh Huỳnh Liên đến gặp Thiệu. Thầy phán chắc nịch, ông đây cầm tinh giáp tí, năm Quý Mão, tất gặp trông gai. Ông phải đích thân đứng ra đẩy bật tảng đá chắn đường mình đi, nếu không thì mạng vận của ông sẽ bị tảng đá này đè nát. Vợ chồng Thiệu tin sái cổ, líu díu nghe theo và thề độc sẽ theo phe đảo chính, tắm máu anh em Ngô Đình Diệm. Người tin thì nghĩ việc này là do tình thế ép buộc, người không tin thì chỉ dám âm thầm chỉ trích cái cớ quá gượng ép. Nếu những quẻ bói tâm linh này hữu nghiệm, thì thể chế phong kiến ngày xưa đã chẳng thi nhau sụp đổ, chẳng qua nhà cầm quyền luôn lấy nó làm cái cớ để củng cố sự tham vọng mà thôi. Quẻ bói của quỷ cốc tiên sinh giúp Thiệu trừ được tảng đá cản đường là Ngô Đình Diệm. Từ đại tá bay vù lên thiếu tướng nhờ lập công lớn nên ông càng mê tín đến mức cuồng tin. Nhưng vốn bản tính đa nghi bẩm sinh nên vợ chồng Thiệu luôn bất an, chưa hết lo. Năm 1967, vợ chồng ông cho mời một thầy địa lý người Hoa từ Hồng Kông vào dinh độc lập yểm bùa. Thầy địa lý phán, dinh được xây trên long mạch, chấn ngay vị trí đầu rồng. Đuôi rồng nằm cách đó non 1 km, rơi vào vị trí công trường chiến sĩ. Cần phải dùng một con rùa lớn yểm đuôi rồng lại, sự nghiệp của tổng thống mới mong bền vững. Tin theo, ông Thiệu cho xây hồ nước tại công trường thành hình bát giác, từ trên cao nhìn xuống giống hệt những ô bát giác trên mai rùa. Năm 1972, công trường chiến sĩ được đổi tên thành công trường quốc tế, dân Sài Gòn vẫn quen gọi đó là hồ con rùa. Chưa hết, các thầy chiêm tinh phán rằng hòn đá giao là yểm mệnh của Thiệu. Sở dĩ Thiệu thăng quan tiến chức dù nhà ở quê gần chân núi mặt quỷ là nhờ hòn đá giao. Tin lời các quân sư chiêm tinh ra nên nhân chuyến hồi hương vinh quy bái tổ, vợ chồng Thiệu mang theo các sư phụ cao nhân về để chấn giữ long mạch núi nhằm bảo vệ linh khí cho Thiệu về sau. Sau đó cử một trung đội biệt động quân ngày đêm bảo vệ. Đầu xuân 1972, Thiệu lệnh cho ba thầy chiêm tinh nổi tiếng lên đài truyền hình rêu rao cái gọi là vận mạng quốc gia và khéo léo đề cập đến đương kim tổng thống đang mang mệnh trời. Biết bao lời xu nịnh rằng ông Nguyễn Văn Thiệu cầm quyền chục năm không một lần đảo chính, là người biết trị quốc, xứng danh là lãnh tụ. Khe là để an ủi, yên dân, chứ việc đến tất sẽ đến. Cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc thắng lợi vang dội từ các chiến trường. Tối ngày 25 tháng 4 năm 1975, vợ chồng ông cùng với Trần Thiện Khiêm chạy sang Đài Loan bỏ lại phủ đầu rồng đã nhờ bao chiêm tinh ra chống đỡ mà vẫn không đứng vững nổi. Bạn nghĩ sao về cái trò mê tín của ông Diệm? Để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Hãy like, share và đăng ký kênh để biết nhiều thông tin hơn nữa.